Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cái đồng hồ thông minh Zebra Thor 3G của China. Mình mua của China. China vậy. Đây là hộp của nó. Trong này cái hộp cũng đẹp. Mình dùng cũng lâu rồi. Hôm nay mình có thời gian mình mới review lại để các bạn có thể chiếc đồng hồ này thì có cấu hình RAM 1GB và bộ nhớ trong là 16GB. Đó về bên ngoài của nó đây là một cái cắm SIM này. Bạn tháo hai cái vít này ra xong bỏ SIM ở đây. Sang đến phần đây, mặt ở đây đến mặt này mình đã dán cái trắng xước. Đây là một camera, đây là phần home và đây là phần back. Sau thì đây là cái chân sạc, chân này chân sạc 5 châm, đây là loa này, khe của loa thì bạn đấy, về cái bên là bên ngoài nó như thế. Còn cái phần mà ta bắt đầu phải đi vào chi tiết thì về cấu hình là con này nó cấu hình RAM 1GB và bộ nhớ trong là 16GB và nó chạy hệ điều hành Android 5.1 các bạn nhé. Android 5.1 thì nó có đầy đủ các cái kết nối đi các bạn này. Đấy, các cái chế độ máy bay thì GPS, Bluetooth, để Wi-Fi. Đấy, đó. Với thứ hai là cái mặt đồng hồ này nhá. Mặt đồng hồ này có rất nhiều loại mặt đồng hồ mà mình có thể thay đổi hoặc mình có thể tải thêm. Đấy, rất nhiều mặt đồng hồ mình có thể thay đổi mặt đồng hồ. Đây là những mặt đồng hồ là mình đã tải thêm rồi. Đấy, còn mặt đồng hồ của máy thì các bạn này, đấy, đây này. Rất nhiều mặt đồng hồ để mình có thể mình thay đổi rất nhiều luôn, rất nhiều luôn. Thế còn đây, khi mình kết nối mạng internet thì mình có thể tải về ở đây. Đấy, nó sẽ có các bạn rất nhiều loại mặt đồng hồ để bạn có thể lựa chọn theo ý thích về cái mặt đồng hồ. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục về cái mình sẽ mở bên trong của nó ra. Thì bên trong thì đây, nó sẽ có là các cái như là danh bạ, điện thoại Bluetooth này, nhắn tin này, cài đặt trình duyệt này, lịch đồng hồ này, máy ảnh này, thư viện này. Đấy, nghe nhạc, ghi âm, quản lý file, thời tiết các thứ. Đây này, cái CH Play này bạn này, bạn đăng nhập cái tài khoản Google vào thì nó sẽ cho bạn tải được Zalo, Facebook, YouTube các thứ đấy. Rất nhiều cái bởi vì là bộ nhớ của nó 16GB nên bạn cứ theo hồ bạn tải thôi. Nó chỉ có RAM 1GB thì nói chung là không đến nỗi là yếu lắm. Nên mình đã tải cái xem YouTube chặn quảng cáo đi bạn này. Đấy, mình mở ra. Đấy. Nghe cũng hay, cũng bởi vì mình dùng cũng lâu rồi chứ không phải là bên nay mình có thời gian đâu. Mình thấy nó cũng còn về pin của nó thì thứ hai thì cái này pin nó không phải là cao ấy, cho nên là thì dùng ở mức độ thông thường mà không bật GPS hoặc là không nghe nhạc thì nó cũng tồn tại được khoảng tầm ngày. Chứ còn cái này thì nếu mình đi bật GPS hoặc là nghe nhạc thì nó thanh toàn 5 tiếng, 6 tiếng. Còn để chạy bình thường thì nó cũng ngày hơn ngày bạn ạ. Đấy, theo mình thì mình dùng lâu rồi mình cũng thích nó. Thì cái tay mình thì nó chỉ hơi bé thôi. Nên mình cái khi mình đeo mình cũng thấy là dùng cũng được. Em không còn thương thì hãy nói ra một lời, đừng để trong tim bao đêm ngày anh nhung nhớ, đừng để đôi ta níu kéo nhau cho
chào các bạn.